Dạ em Việt mến chào cô chú anh chị vào cái buổi sáng ngày hôm nay nè. Thì hôm nay thì mình thấy là nhiều cô chú anh chị ở đây để mà chờ đợi thầy Minh Tuệ đi khất thực nè cô chú anh chị. Đây. Rất là đông cô chú anh chị đứng ở đây để mà chờ đợi thầy. Đây là toàn bộ cái khung cảnh của buổi sáng ngày hôm nay. Thì em Việt thấy là có rất là nhiều cô chú anh chị đứng ở đây để mà chờ đợi hình ảnh của thầy Minh Tuệ đi khất thực. Chào anh. Anh chờ thầy từ lúc mấy giờ vậy? Anh chờ thầy lúc 2:30 sáng à. 2:30 sáng luôn. Anh chờ lúc 2:30 sáng. Rồi giờ anh chuẩn bị đi đâu vậy? Giờ anh chuẩn bị đi mua nước cúng dường cho sư. Chờ thầy từ lúc 2:00 sáng luôn rồi con chú anh chị. Đây nè, xe thì mình có thể thấy là rất là đông ở đây đó, ngồi ở đây để mà chờ đợi thầy đi khất thực. Thì em Việt cũng mong cũng như là rất là háo hức chờ đợi cái hình ảnh của thầy Minh Tuệ sẽ đi khất thực. Thì trước mặt em Việt là đây là cái xe của cơ quan lực lượng chức năng nè, đây vẫn đang túc trực 24/24 ở đây luôn cô chú anh chị. Đây còn đây là cái chốt mà cái cũng là cũng cái ngõ chính mà đi lên trên cái cốc của ông Năm nè đó, là coi như là cảnh sát cơ động. Và đây là cái xe quản lý trật tự đô thị là có mặt ở đây là coi như là 24/24 luôn đó. Còn phía sau em Việt đây á là bà con cô bác đến đây từ rất là sớm, 2:00 có, 3:00 có, 3:30 sáng có đó cô chú anh chị ha, đến đây rất là sớm để mà chờ đợi thầy Minh Tuệ xuất hiện đi khất thực. Thì bây giờ là cũng 6:00 sáng rồi đó cô chú anh chị đó. Đây là toàn bộ cái khung cảnh của buổi sáng ngày hôm nay. Xe thì mình thấy là có hàng trăm chiếc ở đây ha. Thì em về cũng như cô chú anh chị ở đây thôi, cũng chờ đợi ở đây và mong sẽ có duyên để mà được gặp thầy Minh Tuệ khắc thực ở phía ngoài này. Tại vì hôm bữa giờ á là thầy về Nha Trang á là thầy cũng có đi ra cái đường hẻm này nè, nhưng mà thầy chưa có đi ra đường quốc lộ này để mà khắc thực. Thầy đi cái con hẻm này thì ở đầu hẻm với giữa hẻm á cô chú anh chị là đã có nhà dân sinh sống ở trong đó rồi, cho nên là thầy đi ra chừng vài căn thôi, 5-7 căn, 10 căn thì cũng đã có người để mà cúng dường thức ăn cho thầy rồi.
Tại vì khi mà thầy bác của thầy đủ á, thì thầy sẽ không có đi nữa. Và thầy sẽ tiếp tục là quay trở về cái cốc của thầy đó. Cho nên là cô chú anh chị ở đây á, là chưa có gặp thầy cũng rất là đúng. Tại vì thầy chưa có kịp đi ra tới ngoài nữa, là ở phía bên trong đó là giống như là dâng thức ăn cúng dường cho thầy là đầy bát rồi, cho nên là thầy không có đi ra phía ngoài nữa. Tại vì đủ rồi là thầy lại tiếp tục là thầy đi vào bên trong. Đó là cái hình ảnh của sáng ngày hôm nay nè cô chú anh chị. Rất là đông bà con tập trung ở đây để mà chờ đợi thầy, mong mỏi một lần để mà gặp thầy Minh Tuệ đi khắc thực. Có hàng trăm xe và hàng trăm cô chú anh chị là chờ đợi từ sáng sớm để chờ thầy xuống đường đi khắc thực. Thì cái này thì mình cũng giống như là mình duyên thôi, nếu mà đủ duyên thì sẽ tiếp tục là gặp thầy Minh Tuệ đi khắc thực, giống như ở trên Gia Lai vậy đó cô chú anh chị. Thì sau gần một tháng thì mới xuất hiện là thầy Minh Tuệ đi khắc thực được vài ngày, thì sau đó là thầy Minh Tuệ lại tiếp tục là di chuyển về Nha Trang, cũng là cái nơi mà thầy Minh Tuệ đã từng hứa là trước mùa mưa là sẽ quay về đây để mà thăm gặp những người ở đây, giống như là ông Năm chẳng hạn. Thì đó là những cái lời mà thầy Minh Tuệ đã từng hứa. Thì bây giờ là thầy Minh Tuệ cũng quay trở về đây thực hiện cái lời hứa của thầy. Đó. Lực lượng chức năng ở đây thì em biết thấy là cũng còn rất là đông. Rất là đông. Đó là những cái gì mà em biết muốn truyền tải cho cô chú anh chị vào cái buổi sáng ngày hôm nay. Dạ rồi, thì như vậy thì em Việt xin phép khép lại cái video đây nha. Thì hôm nay là em Việt cũng cập nhật cái tình hình 5-6 giờ sáng ngày hôm nay cho cô chú anh chị trên kênh của em Việt xem. Rồi em hẹn cô chú anh chị vào những cái video sau nha. Có cái gì mới thì em Việt sẽ tiếp tục là cập nhật cho cô chú anh chị.